đến với nhà hàng Bandujik, quý vị sẽ được thưởng thức các món ăn được chế biến hết sức độc đáo giữa hai nền văn hóa ẩm thực phong phú, đó chính là Nhật Bản và Trung Hoa. Chính từ sự kết hợp giữa hai nền văn hóa khác nhau đó đã tạo ra một hương vị mới, đặc sắc, lạ miệng dành cho những thực khách muốn thưởng thức sự mới lạ trong mùi vị đầy phóng khoáng. Nếu bạn đã từng ăn mì udon thông thường thì sang với súp, nhưng đến với nhà hàng Bandujik, các bạn sẽ tìm thấy được sự mới lạ và đặc biệt trong cách chế biến đã tạo ra một món mì udon đặc sắc được xào với rau củ và hải sản. Thực đơn tại nhà hàng thì vô cùng độc đáo. Tất cả các món ăn được làm từ các nguyên liệu chính như là hải sản và bò Úc được chế biến theo phong cách Nhật Bản hiện đại. Nhà hàng được thiết kế với không gian được lấy ánh sáng tự nhiên, không gian được nhìn tận bờ sông quận 2 yên bình và sang trọng, đảm bảo cho bạn một bữa ăn đầy thư giãn và vô cùng thoải mái. Nhà hàng Bandujik của mình có từ năm 2015, chỉ mở vào cùng đợt với lại Grand Opening của khách sạn. Cái concept của cái nhà hàng này á, là sẽ tạo ra một cái điểm đến và một cái không gian với đầy cái ánh sáng tự nhiên nè, có một cái vẻ thanh lịch. Cái ẩm thực của cái nhà hàng của mình á, là về ẩm thực fusion, tức là cái sự kết hợp giữa Trung Quốc và Nhật Bản, nguyên liệu của Nhật Bản nhưng mà với cách nấu nướng của Trung Hoa hoặc là ngược lại. Với cái phong cách ẩm thực như thế này thì nó sẽ thường là nhắm đến những cái người mà họ thích cái sự mới mẻ, sự sáng tạo, là những cái người mà họ có một cái sự đam mê về ẩm thực và họ muốn tìm tòi những cái sự khác nhau trong ẩm thực. Ngoài ra, đến với nhà hàng Bandujik, các bạn còn được thưởng thức các món cocktail vô cùng đặc sắc. Bạn đã từng thử một ly cocktail được kết hợp từ rượu sake với các hương vị trái cây Việt Nam chưa? Hay đơn giản chỉ là sự pha trộn các loại nước trái cây một cách ngẫu hứng đầy sáng tạo? Bạn nghĩ sao khi nhâm nhi một ly cocktail trong một buổi tối tại nhà hàng với không gian mở và ngắm nhìn toàn cảnh Sài Gòn về đêm? Nếu bạn là một vị khách muốn tìm tòi sự mới lạ trong món ăn, bạn đã ngán ngẩm với các hương vị truyền thống, bạn muốn dùng cơm trưa với đồng nghiệp và đối tác nhưng vẫn đảm bảo sự sang trọng sẵn có, thì tại sao bạn không chọn nhà hàng Bandujik để khám phá và thưởng thức?